Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm chấm bài giảng. Hôm nay thầy xin dẫn các em giải một đề thi học kỳ 2 môn công nghệ lớp 6 nhé. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm có hết quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ đề bài sẽ có hai phần, phần trắc nghiệm và phần tự luận. Mình sẽ làm phần trắc nghiệm trước nhé. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Nồi cơm, ở đây là nồi cơm điện nhé. Chính xác là nồi cơm điện. Nồi cơm điện có mấy bộ phận có chức năng bao kính và giữ nhiệt? Thì mình thấy là 1, 2, 3 hay là 4? Thì mình thấy là sẽ có hai bộ phận có chức năng bao kính và giữ nhiệt, đúng không? Như vậy là câu số 1 mình sẽ chọn đáp án B. Đúng không? Tiếp theo là câu số 2, để tạo cảm giác béo da hấp xuống cho người mặc, không lựa chọn chất liệu nào sau đây? Như vậy là mục đích để tạo cảm giác béo da thì hấp xuống cho người mặc không chọn lựa chất liệu nào sau đây? Đáp án A, vải cứng. Đáp án B là vải dày dặn. Đáp án C là vải mềm vừa phải. Và đáp án D là vải mềm mỏng. Thì mình thấy là trong 4 đáp án thì đáp án vải mềm mỏng. Thì vải mềm mỏng thì mặc vô thì nó sẽ dụ xuống, tạo cảm giác mình béo chứ không, tạo cảm giác cho mình gầy chứ không phải là béo da và hấp xuống. Như vậy là mình sẽ chọn đáp án D. Đúng rồi. Như vậy câu số 2 mình sẽ chọn đáp án D nha. Như vậy mình muốn tạo cảm giác béo da thì mình sẽ không lựa chọn là vải mềm mỏng. Vì vải mềm mỏng sẽ tạo cảm giác là gầy chứ không phải là béo. Đúng rồi. Vì mềm và mỏng thì nó rũ xuống làm cảm giác như là gầy chứ không phải là cảm giác béo, đúng không? Tiếp theo là câu số 3, để tạo cảm giác gầy đi cao lên cho người mặc, cần lựa chọn trang phục có đường nét họa tiết như thế nào? Đáp án A là kẻ ngang. Đáp án B là kẻ ô vuông. Đáp án C là chọn quai to. Và đáp án D là kẻ dọc, hay là còn gọi là kẻ sọc cũng được, đúng không? Như vậy là mình muốn mà cảm giác gầy và cao lên thì mình sẽ chọn là kẻ dọc nha, đúng không? Như vậy là câu số 3 mình sẽ chọn đáp án D. Ví dụ như là mình thấy mình hơi béo một chút thì các em sẽ mặc cái áo kẻ dọc hay là kẻ sọc á, thì cảm giác nó gầy lên và cao lên, đúng không? Tiếp theo là câu số 4, sử dụng các bộ trang phục khác nhau tùy thuộc vào. Đáp án A là tùy theo hoạt động của mình. Đáp án B là tùy thời điểm. Đáp án C là tùy hoàn cảnh xã hội. Thì mình thấy là mình sẽ chọn cả ba đáp án luôn. Như vậy câu số 4 mình sẽ chọn đáp án D. Đúng rồi. Tùy theo hoạt mình sẽ chọn lựa bộ trang phục tùy thuộc vào hoạt động. Ví dụ là mình đi học thì mình sẽ trang phục đi học. Mình đi làm thì mình sử dụng trang phục đi làm. Đúng rồi. Có nghĩa là theo hoạt động. Tùy thời điểm có nghĩa là mùa xuân hè khu đông thì mình sẽ chọn những bộ khác nhau. Vì mùa đông thì nó lạnh, còn mùa hè thì nó nóng. Tùy hoàn cảnh xã hội có nghĩa là nếu là người giám đốc thì mặc sẽ mặc đồ khác, còn công nhân thì sẽ mặc đồ khác, đúng không? Nên mình sẽ chọn cả ba đáp án trên. Tiếp theo là câu số 5, công dụng của bộ phận điều khiển là gì? Bật chế độ nóng, tắt chế độ nóng, chọn chế độ nóng hay là cả ba? Như mình thấy là bộ điều khiển thì mình có thể là bật tắt chế độ nóng và chọn chế độ nóng, đúng không? Nên câu số 5 mình sẽ chọn đáp án D luôn. Đúng. Tiếp theo là câu số 6. Câu số 6, nguyên lý làm việc của nồi cơm điện thực hiện theo sơ đồ nào? Người ta hỏi là nguyên lý làm việc của nồi cơm điện sẽ thực hiện theo sơ đồ nào? Giờ mình xem đáp án nào đúng nha. Đáp án ngay là nguồn điện nè. Điện sẽ đi từ nguồn điện tới bộ phận điều khiển, tới bộ phận sinh nhiệt, giờ tới nồi nóng. Như là mình thấy là đáp án A là đúng nha. Nên câu số 6 mình sẽ chọn đáp án A nha. Đúng rồi. Điện sẽ đi từ nguồn điện tới bộ phận điều khiển, tới bộ phận sinh nhiệt và tới nồi nóng. Đúng rồi.
Tiếp theo là câu số 7. Nếu gia đình có 3 người thì cần lựa chọn nồi cơm có dung tích bao nhiêu là vừa đủ? Đáp án A là 0,6 lít. Đáp án B là 1 lít. Đáp án C là 1,8 tới 2 lít và 2 tới 2,5 lít. Mình thấy là nếu mà gia đình có 1 2 người thì mình xài 0,6 nhé. Còn 3 người thì mình sẽ nên xài 1 lít đúng này. Còn 4 người đến 6 người thì mình sẽ chọn là 1,8 đến 2 lít. Như vậy là câu số 7 mình sẽ chọn đáp án B đúng này. Khoảng 1 lít là vừa đủ nha. Còn nếu mình muốn dư dả một chút thì mình có thể chọn 1,8 lít để khi mà nhà có khách á, hoặc là ông bà nội, hoặc là ông bà ngoại, hoặc là cô dì chú bác gì đó tới ăn cơm cùng gia đình thì mình có thể nấu được không mấy hơn, thì mình có thể chọn là đáp án C. Còn ở đây mình nói là vừa đủ thôi thì mình sẽ chọn đáp án B nha. Tiếp theo là câu số 8. Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, dễ mặc, dễ hoạt động, có màu sắc hài hòa, thường được may từ vải sofa? Như vậy là mình sẽ có 4 đáp án. Đáp án A là trang phục đi học, trang phục lao động, trang phục dự lễ hội hay là trang phục ở nhà. Như vậy mình thấy là loại trang phục mà có kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, dễ mặc, dễ hoạt động, có màu sắc hài hòa, thường được may từ vải sofa chính là trang phục đi học của mình. Đúng này. Thì mình thấy là đi học thì sử dụng là kiểu dáng đơn giản thôi, đồng học sinh thôi, đúng không? Thường là quần tay áo sơ mi, đúng không? Còn có thể là nữ thì có thể là mặc quần áo sơ mi và vải, đúng không? Tiếp theo là câu số 5. Theo em tại sao cần phải phối hợp trang phục? Đáp án A là để nâng cao vẻ đẹp của trang phục. Đáp án C là để tạo sự hợp lý cho trang phục. Đáp án C là nâng cao vẻ đẹp và tạo sự hợp lý cho trang phục. Và đáp án D là đáp án khác. Như vậy là câu số 9 này mình sẽ chọn đáp án C. Mình sẽ cần phối hợp trang phục để mình nâng cao vẻ đẹp và tạo sự hợp lý cho trang phục. Đúng này. Như vậy câu số 9 mình sẽ chọn đáp án C nha. Thì đáp án C là đủ quý nhất. Đúng này. Còn đáp án A và B là khiếu quý. Đúng này. Tiếp theo là câu số 10. Khi nấu cơm cần lưu ý gì? Đáp án A là không dùng quạt cứng lau chùi nồi nấu. Chắc chắn là mình không nên sử dụng quạt cứng lau chùi nồi nấu. Đúng không? Không dùng quạt nhọn chà sát lên nồi nấu. Đúng là không dùng quạt nhọn nha. Đáp án C là không dùng quạt cứng nhọn chà sát lau chùi bên trong nồi. Đúng không? Như ở đây mình thấy là đáp án C sẽ có đầy đủ hai ý. Còn đáp án A, B là khiếu ý. Đúng không? Như vậy là câu số 10 mình sẽ chọn đáp án C. Thì nó sẽ đầy đủ ý nhất. Đúng này. Giờ tiếp theo là câu số 11. Em cần làm gì trong bước chuẩn bị của nấu cơm bằng nồi cơm điện? Đáp án A là vo gạo, đáp án B là điều chỉnh lượng nước cho vừa đủ, đáp án C là lau mặt ngoài nồi nấu. Như mình thấy là mình sẽ làm cả ba luôn. Như là trước khi nấu cơm thì mình sẽ vo gạo, sau đó điều chỉnh lượng nước, sau đó mình lau mặt ngoài nồi nấu, giờ mình sẽ nấu. Đúng không? Như giờ câu số 11 mình sẽ chọn đáp án D. Đúng này. Tiếp theo là câu số 12. Em hãy cho biết có mấy phương pháp làm sạch quần áo? 1, 2, 3 hay là 4? Thì mình nhớ sẽ có hai phương pháp làm sạch quần áo. Chính là giặt bằng tay hoặc là giặt bằng máy. Như vậy là câu số 12 mình sẽ chọn đáp án B. Đúng này. Thường bây giờ mình sẽ giặt bằng máy thôi. Thì nó sẽ nhanh, gọn lẹ. Mình bỏ vô máy giặt. Giờ cho xà bông. Giờ điều chỉnh nước. Giờ bấm máy. Bấm nút cho máy tự động giặt là được. Đúng này. Tiếp theo là câu số 13. Hãy cho biết có mấy cách để giặt ướt. Thì chắc chắn là có hai cách giặt. Còn giặt khô thì mình không nói nha, đúng không?
Giặt khô thì chỉ có tiếp theo là câu số 14. Điểm mát an toàn khi sử dụng nồi cơm điện trong hình sao là gì? Đáp án A đặt nơi ẩm ướt. Đáp án B là để tay gần van khóc hơ của nồi cơm. Đáp án C là nấu quá lượng nước gây tràn ra ngoài. Và đáp án D là cả ba đáp án trên. Mình sẽ quan sát hình thì mình thấy là nồi cơm điện đang đặt nơi ẩm ướt. Đúng này. Cái tay để gần cái van khóc hơ nước nồi cơm. Và nấu quá lượng nước nên gây ra tràn ra bên ngoài. Đúng này. Như là mình thấy là cả ba luôn. Nên câu số 14 mình sẽ chọn đáp án D. Tiếp theo là câu số 15. Thời gian thay đổi do là do thay đổi về văn hóa, xã hội, sự phát triển khoa học và công nghệ. Thì mình thấy là cả ba luôn đúng không? Thời gian sẽ thay đổi theo thời gian là do thay đổi về văn hóa, xã hội và sự phát triển khoa học công nghệ. Đúng không? Thì khoa học công nghệ phát triển thì sẽ tạo ra những cái sản phẩm mới, những loại vải mới. Nên thời gian sẽ thay đổi hay đúng không? Như vậy câu số 15 mình sẽ chọn đáp án D. Tiếp theo là câu số 16. Thời gian sẽ thay đổi về cái gì? Về kiểu dáng màu sắc, chất liệu màu sắc hay là cả ba? Thì mình thấy là thời gian sẽ thay đổi cả về kiểu dáng, chất liệu và màu sắc luôn. Thì mình thấy là thời gian hiện nay sẽ khác rất khác so với nhiều thời gian của những thập niên 90-80. Đúng không? Thì các em có thể lên trên internet các em xem những thời gian thập niên 80-90 hoặc trước đó nữa thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Đúng không? Về kiểu dáng, về chất liệu và cả màu sắc luôn. Như vậy câu số 16 mình sẽ chọn đáp án D nha. Trước năm 75 thì mình thấy là cái kiểu dáng quần tây thường người ta sử dụng là quần tây ống len, đúng không? Thì sau này người ta không có sử dụng cái kiểu đó nữa, đúng không? Giờ tiếp theo là câu số 17. Câu số 17 thì người ta hỏi là vị trí số 1 là bộ phận nào của bếp hồng ngoại? Mặt bếp, bảng điều khiển, khăn bếp hay là mâm nhiệt hồng ngoại? Thì mình thấy vị trí số 1 là đây, chính là bảng điều khiển, đúng này. Như vậy là câu số 17 mình sẽ chọn đáp án V. Đúng này. Tiếp theo là câu số 18. Phong cách cổ điển được sử dụng trong trường hợp nào sau đây? Đi học, đi làm, tham gia sự kiện có tính chất trang trọng hay là cả ba? Thì mình thấy là phong cách cổ điển thì người ta sử dụng cho cả đi học, đi làm và tham gia các sự kiện có tính trang trọng, đúng không? Như vậy câu số 18 mình sẽ chọn đáp án đi. Tiếp theo là câu số 19. Trang phục mang phong cách thể thao có đặc điểm là? Đáp án A là thiết kế đơn giản. Đáp án B là tạo nét, đường nét tạo cảm giác mạnh mẽ, khỏe khoắn. Đáp án C là thoải mái khi hoạt động. Và đáp án D là cả ba đáp án trên. Như mình thấy là trang phục mang phong cách thể thao sẽ có là thiết kế đơn giản, đường nét tạo cảm giác mạnh mẽ, khỏe khoắn và thoải mái khi hoạt động. Như vậy câu số 19 mình sẽ chọn đáp án D. Tiếp theo là câu số 20. Phong cách thể thao được sử dụng cho đáp án A là nhiều đối tượng khác nhau, nhiều lứa tuổi khác nhau, hay là đáp án C nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau, và đáp án D là chỉ sử dụng cho người có điều kiện. Thì mình thấy là phong cách thể thao thì có thể là sử dụng cho nhiều đối tượng và nhiều lứa tuổi nha. Đúng không? Thì mình thấy là
Như câu số 20 mà sẽ chọn đáp án C. Đúng này. Phong cách thể thao thì dành cho ta người tập luyện thể thao. Thì tập luyện thể thao thì có thể là những học sinh cũng có thể tập thể thao này. Người lớn tuổi thì cũng có thể tập thể thao hoặc là tập dưỡng sinh. Đúng này. Thì có thể sử dụng được hết. Như vậy là mình xong phần trắc nghiệm nhé. Dòng phần trắc nghiệm có em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm nút hết video thì biết các em làm đúng nhé. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp phần tự luận. Câu số 1. Để tổ chức bữa ăn hợp lý cho gia đình cần tuân theo những quy tắc nào? Hãy giải thích các nguyên tắc đó. Giờ thầy sẽ trả lời câu hỏi số 1 được. Cái này lý thuyết mình đã học giờ nên thầy sẽ trả lời nhanh nhé. Như vậy câu số 1 thì các em trả lời như sau. Để tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình mình cần tuân theo những nguyên tắc sau. Bữa ăn phải đáp ứng được nhu cầu của từng thành viên trong gia đình. Chọn những thực phẩm có thể đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của các thành viên trong gia đình, căn cứ vào tuổi tác, vào giới tính, vào tình trạng thể chất và nghề nghiệp của người đó. Tiếp theo mình sẽ căn cứ vào điều kiện tài chính. Mình sẽ cân nhắc số tiền hiện có để có đi chợ mua thực phẩm và một bữa ăn đủ chất dinh mà không cần phải đắt tiền. Như vậy là mình thấy là điều kiện tài chính của mình là ví dụ nhà mình khá giả, thì mình có thể là ví dụ như là một ngày mình quy định là một ngày đi chợ gia đình khá giả thì có thể là đi 200 ngàn. Còn gia đình khó khăn một chút thì có thể đi là 100 ngàn hoặc là 50 ngàn. Thì tùy gia đình thì sẽ có điều kiện tài chính khác nhau nên mà sẽ cân nhắc vào khả năng tài chính mà đi chợ cho hợp lý. Đúng nè. Tiếp theo mình sẽ đảm bảo cân bằng chất dinh dưỡng. Có nghĩa mình sẽ chọn đủ thực phẩm của 4 nhóm thức ăn để tạo thành một bữa ăn hoàn chỉnh, cân bằng dinh dưỡng. Thì 4 nhóm thực phẩm thì mình sẽ có là chất đường bột này, chất đạm. Đúng nè. Rau củ quả này kia, đúng nè, món ăn xào này kia, đúng nè, mình sẽ cân bằng để cho đủ chắc nhé. Sau đó mình sẽ thay đổi món ăn để tránh nhàm chán, để có món ăn ngon miệng hoặc dạng. Như là mình khi nấu ăn thì mình cần có cơm nè, có món mặn nè, món canh là món xào nè, đúng nè, thì sẽ đổi đầy đủ chất dinh dưỡng. Ngoài ra mình sẽ có thêm trái cây rồi để tránh miệng rồi. Đúng nè. Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video thì biết các em làm đúng nha. Tiếp theo là câu số 2. Theo em cần phải làm gì để tránh ngộ độc thức ăn tại gia đình? Khi có dấu hiệu ngộ độc thức ăn khi như là bị nôn, tiêu chảy nhiều thì em sẽ xử lý thế này. Giờ hãy sẽ làm câu số 2 như sau. Các biện pháp phòng tránh nhiễm độc thực phẩm tại gia đình: không dùng các thực phẩm chứa chất độc như là cá nóc, khoai tây mọc mầm, cây nấm lạ nha. Mình nhớ là những cây nấm mà mình mọc thấy là mọc ở quen đường hay quen nhà gì đó thì thường là nấm độc. Thì những cái nấm mà dùng ăn được thường người ta phải chầm, ví dụ như nấm rơm này kia thì người ta phải chầm mới còn ăn. Còn nấm mà độc mà mọc tự do thường là nấm độc. Đúng không? Tiếp theo là không dùng thức ăn bị biến chất hoặc là bị nhiễm chất hóa học, không dùng đồ hộp đã quá sử dụng và đồ hộp bị phồng. Khi có dấu hiệu bị nhiễm độc thực phẩm, nếu bị nhẹ thì có thể xử lý tại chỗ như kích thích người nhiễm độc nôn thức ăn ra để loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể, uống nhiều nước. Nếu hiện tượng xảy ra nghiêm trọng hoặc chưa rõ nguyên nhân, cần đưa ngay bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu và chữa trị cho kịp thời nhé. Giờ như vậy mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 các em nào có kết quả, các em sẽ bấm nút hit video để biết là các em làm đúng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Chi tiêu trong gia đình là gì? Nếu có phản chi tiêu trong gia đình. Giờ hãy trả lời câu hỏi này luôn. Chi tiêu trong gia đình là các khoản chi phí để đáp ứng các nhu cầu vật chất và văn hóa tinh thần của thành viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họ. Các khoản chi tiêu trong gia đình mình sẽ gồm có các như là chi tiêu về nhu cầu vật chất như là về ăn uống, may mặc, ở, đi lại và bảo vệ sức khỏe. Chi tiêu về nhu cầu văn hóa tinh thần, học tập, nghỉ ngơi, giải trí và giao tiếp xã hội. Đúng không? Như vậy là các em khoản chi tiêu của gia đình mình, ví dụ như là mình sẽ từ nguồn thu nhập mình sẽ phân ra bao nhiêu phần trăm, ví dụ như là 50% mình sẽ chi tiêu cho ăn uống nè. Đúng không? Rồi sau đó là 10% dành cho đi lại nè, 10% dành cho học tập, 10%
dành cho giải trí, 10% dành cho giao tiếp xã hội và 10% dành cho tiết kiệm, đúng không? Thì mình sẽ phân ra nhiều khoản để mình chi tiêu cho hợp lý nhé. Như vậy là mình xong câu số 3 nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4. Như vậy ở đây mình sẽ có nhu cầu vật chất thì mình có thể là nói với thêm về điện nước nữa, ăn uống may mặc ở nè, ở đi lại, thì ở thì sẽ có thể là có điện nước ở trong đó, đúng không? Ăn uống đi ở nhà thì sẽ có chi, trong đó sẽ có điện và nước luôn nha, tiền điện tiền nước, đúng không? Đi lại sẽ là tiền xăng xe cộ, đúng không? Bảo vệ sức khỏe có nghĩa là tiền mua thuốc hoặc là mua những chất bổ, uống thuốc bổ này kia, đúng không? Tiếp theo là câu số 4. Ở gần trường em bày bán nhiều món quà vặt như là kẹo, bông, thịt heo xấy khô, nước trái cây, phô mai, những món đồ ăn, đồ uống này rất nhiều màu sắc, mùi vị không ngon, hấp dẫn, giá rẻ nhưng lại không có hàng sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo em là có nên ăn những đồ ăn này không? Tại sao? Chắc chắn là mình không nên ăn vậy, đúng không? Vì nó không đảm bảo. Như vậy câu số 4 các em trả lời như sau. Không nên ăn những đồ ăn và đồ uống này vì những thực phẩm này không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chứa nhiều đường hóa học và phẩm màu, không tốt cho sức khỏe, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sử dụng nhiều những thực phẩm này sẽ dễ dẫn đến bị ngộ độc, bị nhiễm trùng thực phẩm, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 4. Dạ, như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng dễ hiểu, bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và cả bạn bè học sớm nhé, càng nhiều bạn xem càng vui. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm thì các bạn bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.